con chậm đi. Với A thì quan trọng là có cái cái ăn. Mục đích chính là ăn. Chính đi chơi game là vừa. Tao không gà đâu. Thưởng thức cái đẹp vào cái thứ là mình. Có cái để ăn. Gà đâu? Để chơi chết. No bụ. Chứ giờ đi lo quay phim không thì cái bụng đói. Thôi, chất đất phải ăn đúng không? Cái cuối cùng phải ăn đúng không? Chị sợ, chị sợ nó đổ quá. Ui, cho xuống đất, bẩn lắm. Chút mình lao. Ừ. Chút mình lao. Có cây hả? Có dao mà đúng không? Banh gà ra, xỏ cho nó banh ra, xong rồi kiếm cái cây nào đó to to, sắc ngang nó là cái kho bờ dạo này có mấy đứa ấy nhận không ta? Ai? Đi đi khoai, không giờ không được không đi chơi. Không giờ không không lạnh. Các bạn ướp cho tới không chị? Thực ra ướp nó cũng chả ngấm đâu. Mà nó thôi, nó ngon. Thôi. Nếu mọi hồi lửa đứng nó vàng là ngon rồi. Biết mấy miếng mướp lên nữa là ngon rồi. Còn gì đâu mà sa tế. Thế cả chị thấy ướp sa tế nó cũng không ngon bằng nướng mọi. Nướng mọi đi, xong rồi đổ mình quét miếng mướp lên là ngon à. Cán dao không bằng cái này em ạ. Cái này là kinh nghiệm, kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm đúc kết rồi. Kiến thức. Nhưng mà tôi hay làm tôi đổ nước vào cái chai C2. Ừ, đúng rồi, đổ nước vào chai. Cái này phải có kiến thức em ạ, kinh nghiệm trải nghiệm. Ôi. Thì muốn học cứ lấy kinh nghiệm làm ớt đấy. Nếu biết trước kết cục như vậy
còn có cái thuyền kia nhá. Cái ruột cây để mình sao ta sỏi vô cái cổ đó sao đó đi lên ông khoan chỉ nè sỏi vô cái cổ này nè. Mạnh mạnh vô nó cạn vậy. Tao ăn này thì cũng có người khác ăn này thôi. Xúc ra. Niệm Phật ha. Này, này, cái này em trộn rồi đúng không? Ờ cái này em trộn. Ờ, cái công thức này của em, cái bình nhỏ của em rồi. Hồi nãy chị lấy bình lớn bình nhỏ. Ờ bình lớn của chị á. Vậy em xuống em nhúng nước muối cái rồi em lên nướng nha. Đúng. À. Ok. Có bù lại luôn hả? Đủ 2 ký là đủ rồi. Nghi công thức này là không ổn bác ạ. Sao vậy? Thì chị hơi nhiều đường. Em thì chị bảo em để 4 muỗng đường 1 muỗng muối. 4 muỗng đường 1 muỗng muối á? Đúng. Nãy chị dặn em vậy mà. Chị dặn là 3 muỗng đường. 3 muỗng. Đúng rồi, 3 muỗng. Em để 3 muỗng á. Em để 6 muỗng đường, 2 muỗng muối. Thì là nó 2 phần. Đúng không? Đúng. Nếu mà chị thấy đường nhiều á thì chị thêm bịch muối em á. Em muối không ít có đường á. Đó mình nướng con gà mà nó chín sao chị?
Không chín thì không có cái ăn. Chính là hàng lâu, chính là mình không có đi ăn hàng đồ đó. Giờ quan trọng của em là ăn rồi, giờ không chính là đủ. Mùa này mà đã vào mùa hai nấm đâu. Không mưa là có nấm. Hôm nay mùa đầu mùa nấm. Đầu mưa. Gì nấm đầu mùa? Đầu mưa với mùa nắng như vậy. Mùa nấm. Nấm là cái đầu mùa, mưa xuống một cái á. Mưa xuống một cái thì sao sẽ có nấm. Thì đó, giờ ta đang đi hái nấm đó. Nó thanh ăn gì đây, để nó cháy quá là nó khét. Cá ngon lắm cô ạ. Hồi sáng em đi xuống đây em đi ngang qua chợ vậy em á. Cá quá trời cá tươi xanh chứ. Cá này không tươi đúng không? Cá này có tươi không? Tươi. Cá mấy con cá người mắt nó